Chào các bạn, ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món chè thân ha. Dầu nguyên liệu của chè thân tuy hơi nhiều nhưng mà rất là dễ làm luôn các bạn. Đầu tiên thì mình có 100g đậu xanh ruột mà mình đã ngâm được 4 giờ đồng hồ và mình vút sạch, cho nước vào ngập như vậy nha. 100g bột khoai mình cũng ngâm cho mềm nha các bạn. 20g phổ tay mình cũng ngâm nha. 50g bột bán, 300g đường cát trắng, một bó lá dứa như vậy nè, vài lá thôi là mình rửa sạch rồi mình bó lại như vậy nha. Khoai môn này thì mình cho vào cho thơm đó các bạn, hoặc là không có cũng không sao nha. Khoai môn thì mình đã luộc và lột vỏ ra hết rồi nè. 1 lít nước cốt dừa dảo. Nước cốt dừa dảo thì mình chuẩn bị 1 lít và một chén nước cốt dừa nguyên nha các bạn. Nấm mèo này thì mình sử dụng 50g. Nấm mèo này thì mình ngâm và mình lát nữa cắt bỏ cái cuống trên đầu nè các bạn, và rửa cho sạch và sắc sợi nha. Và đây là đậu phộng. Đậu phộng này thì mình mua về mình ngâm một đêm và sáng hôm sau mình đã luộc cho nó chín mềm như vậy nè các bạn, để cho đỡ mất thời gian hơn nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho đậu xanh lên trên lò than và mình nấu cho mềm nhé. Các bạn nên nhớ là mình nấu đừng nhão nha. Mình nấu cho dừa nở ra và mình chắc nước giống như là mình nấu cơm vậy đó, cho khô nha. Khi đậu xanh đã sôi và nở như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chắc nước ra nha. Và để trên lò cho đậu khô một chút nữa là mình sẽ nhắc xuống nha. Đậu xanh sau khi nấu xong thì bắt đầu mình sẽ sắc nấm mèo vào khoai môn nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ sắc nấm mèo trước nè. Nấm mèo thì mình đã cắt bỏ cái cuống bên trong nè các bạn, và rửa cho sạch rồi nè. Bây giờ mình sắc sợi ha. Tiếp theo là đến khoai môn ha. Mình sẽ sắc hạt lựu. Cho vào nồi chè cho nó thơm đó các bạn. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu thì 1 lít nước cốt dừa này mình đã cho vào son rồi nè các bạn. Và cho vào một chút muối ha. Thì mình sẽ cho lá dứa vào luôn nha. Đối với món chè thân này thì các bạn có thể thêm hoặc giảm bớt nguyên liệu lại cũng không sao nha. Thí dụ như mình thích ăn khoai nhiều thì mình cho khoai nhiều nè. Hoặc là phổ tay, đậu phộng, tất cả nguyên liệu nè. Rất là dễ làm, chứ không cần phải theo liều lượng gì hết nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho xong nước cốt dừa lên trên lò than nha các bạn. Và mình đậy nắp lại nha. Cho nước cốt dừa nóng lên thì mình sẽ cho đậu phộng vào nha các bạn. Tiếp theo là đến bột khoai. Cho bột khoai vào khoảng 2 phút thì mình bắt đầu cho bột bán luôn nha các bạn. Và tiếp theo là đến đậu xanh nha. Mình sẽ cho khoai môn vào luôn nha. Nấu cho nó thấm nè. Và nấm mèo. Rất là thơm mùi lá dứa luôn các bạn. Tiếp tục thì mình sẽ cho đường vào nha.
Tùy vào các bạn, mình thích ăn ngọt hơn thì mình có thể cho đường nhiều hơn nữa nha. Hoặc là mình giảm lại nè. Ở đây mình sử dụng 300 g đường với 1 lít nước cốt dừa là vừa ăn rồi đó các bạn. Sôi khoảng 5 phút cho tất cả nguyên liệu thấm đường thì mình sẽ cho phổ tay vào nha. Và cuối cùng là mình cho nước cốt dừa nguyên vào nha. Như vậy là nồi chè của mình đã xong rồi. Bây giờ mình nhắc xuống nha. Món chè thưng nóng hổi mà mình đã nấu xong rồi nè các bạn. Bây giờ múc ra chén và mời các bạn cùng ăn nha. Rất là thơm nước cốt dừa và mùi của lá dứa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thử nha. Nước cốt dừa và đường thì ngọt dừa, béo, thơm mùi lá dứa. Và khoai môn thì rất là dẻo luôn các bạn. Đậu phộng thì mềm, rất là ngon. Với món chè thưng này thì nguyên liệu tuy nhiều nhưng dễ tìm và cũng dễ làm nữa các bạn. Quan trọng là mình luộc đậu phộng cho mềm và tất cả nguyên liệu chuẩn bị xong hết. Và mình nấu nồi chè rất là nhanh luôn. Ngày hôm nay mình chia sẻ cách nấu chè thưng cho các bạn cùng xem đến đây thôi nha. Kết thúc video, xin chào tạm biệt các bạn nha.